Xong mấy bộ này nhìn trông cũ cũ ấy nhỉ. Cũ à? Dạ. Bộ này nó cũng là bộ cũ, nó ngồi cả rồi đấy. Nó mới được cái này. Sao ghế kia nứt nhét hết rồi. Đây rác đấy. Ngoài to quá. Đây dành cho ông nào nặng 2 tạ ngồi. Bộ kia mình nhìn vẫn ưng thì phải là 20 triệu đó. Nhưng mà cái ấy rồi. Ngồi to quá mà. Đấy. Chưa cái ghế này. Thế thôi, to thì to này thôi. Không, thế to. Hai thằng ngồi này. Hai thằng ngồi có chậm. Thank you.
Kiều ơi, thay đổi một ghế này. Cháu ngồi thách đầu. Cháu ngồi thách đầu cầm này, cầm này. Không có thách được. Tròn 9 triệu không 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 bớt. Không đấy, cháu ngồi thách đầu, cháu nói 10 mấy triệu. Đủ 9 triệu. Gỗ cầm ấy, không phải gỗ hương đâu. Địch nói luôn. Cứ bê lên đây cái gốc cầm cho bộ này cho mẹ. Cứ bê tôi xem vào mà. Chú cứ bê đi. Đấy, bê nó mà. Đấy. 5 triệu. Dạ. 5 triệu xem vào mà. Giả hơn nên cháu về. Cứ xem đi. Gốc này ở gốc này như nhau anh. Cầm. Vẻ quá heo ăn. Bán một công. Về nhà con này này mua bộ móc về bán cho. Con ơi, Mia nhiều lúc nó anh thách lắm, hẹn nó rõ cao. Ôi thế này thì thanh lý đúng không chứ hả? Chứ không bồi. Không rồi. Đây là hàng rồi, cái bộ kia rất là.